Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Con mẹ đâu quê? Hello, Mày nói không xin chào có, các bạn đã ok, quay lại tao với và cuộc ông sống. già, thấy ông già nói không có. Mình mới là Giờ chưa là thua giờ rồi ăn đúng sáng không? nè. Nhưng Nhìn đi, hả Út ăn sáng cái mình gì? làm cái như là về xong mình chạy lên đó liền ha. Hay sao? Không, đã nói Mình thì là mình chưa có một ly một sữa là mình thôi. về sớm hơn, mình chạy tới đó. Ờ đúng rồi, về sớm hơn chạy tới Ly đó sữa. là có lý nhá. Trong tủ Nên lạnh mình có tới sẵn nhà mình sữa hỏi cho mấy có bạn gì uống. đó cũng không được. Đó. Có Thôi một bình thôi, sữa. ngồi nói chuyện với tụi mày chán lắm. Sữa công ty mua cho luôn. Ở trên thì có cà phê đầy đủ các thứ, Milo mấy bạn. Thì đéo có thằng nào À, mà đi có về lon Milo khổng lồ nè. đúng không 1,9 kg. đúng không đúng Oh my god, quá bự luôn. Coffee, cà phê, mì gói, nước tương, nước mắm. nhưng mà Đầy lời đủ luôn nhà mấy tao bạn đi ơi. đây mình mới đi lên mày về sớm một tiếng À, cái anh thì tao Dinshi. mẹ hai mấy đồng bên đây nữa Chưa. đâu sao đâu Anh bên kia thì đâu đâu kìa. mà bây giờ mất hai mấy đồng bên đây Anh vô cái khi gì? chạy đút cái đầu Anh mặt qua bên sữa. kia anh đút mặt qua bên kia Anh không Tây có này thì mất hai đang mấy uống cà đồng mà phê mấy tao đi bạn. lên nữa Đó, anh Tây ngồi à đó như nhức vậy đầu khi mình bây nói giờ tiếng Việt mình cứ với anh bảo Tây. không có Ok, thôi nó thôi anh nhưng mà Tây làm say sao mà hello đi. có em gọi Andrew em say coi hello. nè nó cũng làm Andrew một nó say cũng làm hello. suốt một năm chứ bộ chứ không phải là nó không làm nhưng mà anh He biết don't want không us khi tao mắc bẻ đó nói là tại mày nghỉ rồi còn nó nghĩ gì tao chưa nói mày nghỉ mà Nhưng mà mày cái đâu đó có mình xuất cứ hiện đâu. nói Can you say hello to mình cứ tự mình nói ra để to my mình như audience? vậy là không có chuyện gì nói Let's see your iPod. Anh Andrew just got anh an iPod. Hồi đó em quen cái chú kia rồi. Ông My làm cái hãng cũng vậy First nữa. place. Ở trong cái ông lên trên đó cái hai ngày lương của anh đi. Nó không trả cool. luôn. Ổng đi lên đó ổng đòi luôn. Cái See? đó là để cái toán lấy ấy xong rồi nó đứng lên luôn. Ở trong cái ông nó thôi kệ mẹ bỏ mẹ đi ngày có 150 mất Có hai 300 cái mic đồ quay vô. Ông nhảy qua chỗ khác ông làm Mấy á. lần Thì tại vì nó Cái gì làm mấy cũng cái có đó hết không? Tại anh nè. Cái đường mô sồ nhớ đường mô mấy tiếng nó ok Vậy mà thôi không nha. biết may Chúc các bạn một không ngày mới vui vẻ. Nhớ trong cái subscribe cho mình để mình đạt được 1.000 subscribe mới nha. Thank you các bạn. Anh tập được một ngày ngày hôm Thầy thẩu bánh thầy kìa. Sao mà Út có sướng không? thôi Hả? Cái hả? Ông nghỉ đi ơi. Thẩu bánh đi rồi nói một phút thôi đi nói chuyện hay vậy. Là người ta nghe nó khoái nó coi cho em nữa. Không nói đâu. Đi gài hả? Đi gài em rồi. Lên đại luôn rồi. Thầy cho lên đại luôn á. Anh đi mà nói là chuẩn luôn á. À, anh đi là đúng hết luôn á. Tâm lý. Thôi anh nghỉ đi. Anh nghỉ đi. Thế ngài à? Trời.